Xin chào các bạn. Hiện nay một số bạn làm YouTube thì các bạn còn phải tốn rất nhiều thời gian để đi quay video. Tuy nhiên thì đối với một số bạn đang đi làm và cái việc làm YouTube của các bạn là cái việc làm nói chung là nó không chuyên nghiệp, thì cái việc đi quay video nó sẽ mất rất nhiều thời gian của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tiết kiệm thời gian bằng cách là hướng dẫn các bạn đi lấy những cái video từ trên mạng về, mà những cái video đó có chất lượng rất cao, Full HD hoặc là thậm chí là nó có cả chất lượng 4K luôn, nhưng mà cái video đó lại không vi phạm bản quyền. Và đặc biệt là những cái video đó các bạn có thể về cắt ghép hình ảnh và các bạn có thể xử lý nó, tạo nó thành một cái bài hát karaoke chẳng hạn, hay là một cái video phóng sự, hay là một cái video nào đó mà các bạn làm theo chủ đề của kênh các bạn và các bạn up lên trên kênh của mình, biến cái video đó trở thành một cái sản phẩm của riêng các bạn. Thì qua video này mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách làm chi tiết. Mời các bạn theo dõi nha. Đầu tiên, để làm được việc này thì chúng ta cần phải có máy vi tính hoặc chí ít một cái laptop để chúng ta có thể truy cập vào trang web pixel.com. Đây là cái đường link mình đã để sẵn ở đây để các bạn có thể lấy nó về và các bạn add vào cái trình duyệt web của các bạn. Mình cũng đã truy cập vào nó rồi, và nếu như các bạn truy cập vào đây lần đầu thì cái giao diện nó sẽ không như thế này, mà nó sẽ toàn tiếng Anh không. Thì đây trước mặt các bạn đang là cái giao diện trang chủ của nó, và nếu như các bạn muốn đổi nó sang tiếng Việt thì các bạn chỉ việc là vào cái phần dấu ba chấm các bạn thay đổi thôi, và thay đổi ngôn ngữ. Thì ở đây nếu như mà nó tiếng Anh đó, thì nó sẽ hiện lên là Change Language. Thì để chúng ta có thể đổi sang tiếng Việt thì chúng ta chỉ việc click vào nó và chúng ta tìm cái lá cờ có cờ Việt Nam là chúng ta có thể đổi được ha. Rồi ok các bạn, thì đây là cái giao diện chính. Thì trong cái trang web này nó rất là hay, nó có thể cho chúng ta tải những cái hình ảnh, những cái video hoàn toàn miễn phí. Ở đây các bạn có một cái nút tìm kiếm, đây một cái khung tìm kiếm ở đây, thì nó ghi là tìm kiếm ảnh và video miễn phí. Dĩ nhiên rồi, tất cả đều là miễn phí và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để up lên kênh YouTube của chúng ta mà chúng ta không sợ bị đánh bản quyền. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để lấy một cái chủ đề video ha. Bây giờ mình sẽ vào cái mục tìm kiếm. Thì đầu tiên á, mình sẽ chọn vào cái mục là du lịch đi. Thì nếu như bạn nào không chọn du lịch thì các bạn có thể gõ ở đây, gõ từ khóa ở đây, nhưng mà mình thì chọn du lịch, ví dụ như du lịch biển này, du lịch biển đi. Rồi ok, thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái hình ảnh và video về du lịch biển. Ở đây về ảnh thì nó có 399.000 tấm ảnh, còn về video thì nó có 54.000 video. Và người dùng, có nghĩa là những cái người mà up những cái hình ảnh và video này lên đó, thì có tới 34.600.000 người up những cái hình ảnh này lên. Thì mục đích của mình hôm nay là hướng dẫn các bạn đi lấy những cái video, thì mình sẽ chọn tab là video. Rồi, ở trong những cái video này á, các bạn hãy theo dõi là cái chất lượng video nó như thế nào, thì sau đó các bạn mới download nó về. Ví dụ như các bạn thích cái video hình dọc thì các bạn tải hình dọc. Thì đối với những cái video hình dọc như thế này á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tải nó về để làm TikTok. Thì cái khung hình ở đây á, là nó đã dọc sẵn rồi. Còn cái chất lượng hình ảnh ở đây á, thì nó có thể cho chúng ta là 1080 nha các bạn. Để chọn 1080 và chờ một chút nó load xong, thì chúng ta chỉ việc là bấm vào tải xuống miễn phí, chúng ta click vào đây và sau đó chúng ta tắt cái bảng này đi. Đó, một chút nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta một cái đường dẫn để chúng ta lưu nó về ổ đĩa, thì chúng ta có thể đặt tên nó ở đây và sau đó chúng ta bấm save là nó sẽ lập tức lưu về máy của chúng ta. Ngoài ra thì bạn nào có cài phần mềm Internet Download Manager thì các bạn cũng có thể sử dụng phần mềm này download nhanh hơn, và nó sẽ dẫn link trực tiếp và nó lưu được cái đường link của các bạn, sau này nó sẽ không hỏi nữa và rất là tiện lợi. Về cái khung hình ngang thì chúng ta có rất là nhiều khung hình ngang ở đây. Tuy nhiên thì để cho nhanh và các bạn tiện sử dụng, mình sẽ giới thiệu các bạn ở đây là cái bộ lọc. Các bạn truy cập vào bộ lọc thì ở đây nó sẽ có các cái hướng này, tất cả các hướng, hướng này là hướng ngang, hướng dọc,
Nếu các bạn muốn chọn hướng ngang để làm YouTube thì các bạn chọn hướng ngang. Đây, đây là tất cả những video quay theo dạng khung hình ngang đó. Còn về kích cỡ, ví dụ như các bạn chọn kích cỡ lớn, nó sẽ ra kích cỡ lớn cho các bạn. Rồi các bạn click vào một cái video này đi, thì cái video này khi các bạn click vào á, các bạn sẽ thấy này, nó sẽ cho các bạn cái chất lượng 14K, các bạn thấy không? Lớn ở đây có nghĩa là chất lượng video lớn đó. Bây giờ mình để 4K thì nó lót một chút xíu rồi nó mới đó. Thì nếu bạn nào mà nhà mà bạn các bạn có cái đường truyền internet cao á, mạnh á, thì nó sẽ lót nhanh hơn và các bạn download nó về cực kỳ nhanh luôn. Ví dụ như video này mình download thử nha. Đây, bấm vào tải xuống miễn phí thì nó sẽ đầy đủ hơn. Nó tải về cái đuôi của nó là đuôi MP4 và chúng ta hoàn toàn có thể tải nó về đây. Mình chọn nó vào trong một cái mục nào đó, ví dụ video on đi ha. Rồi sau đó mình save. Như vậy là nó đã tải về máy của mình và các bạn cũng có thể xem được cái thời lượng của video luôn. Thời lượng video này nó lên tầm là 0,20, nó chỉ có 27 giây thôi. Cái video nào nó cũng như vậy, nó cũng ngắn ngắn như vậy thôi các bạn. Và cái quan trọng là nó có cùng một cái chủ đề. Ví dụ như trên cái hồ này đó, các bạn muốn có chủ đề thì các bạn kéo xuống đây, nó sẽ cùng chủ đề. Ví dụ như sông nước thì cảnh trên sông nước. Ở đây nó cũng sẽ quay luôn là Switzerland, có nghĩa là cái video này được quay tại Thụy Sĩ nè. Đó, nó cùng một chủ đề, các bạn thấy không? Nếu như các bạn muốn làm video cùng chủ đề như vậy thì các bạn chỉ cần kéo xuống thì nó sẽ có những cái video nằm phía dưới là nó sẽ cùng cái chủ đề với cái video mà các bạn tải lúc đầu. Như vậy thì nó sẽ tiện hơn cho các bạn. Ok. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể search những từ khóa khác. Ví dụ như là mình không search cái đó nữa mà mình search từ dinosaur đi, là con khủng long đó. Thì khủng long thì ở đây mình thấy nó có 127 video. Hiện tại thì chưa có người ta up video của khủng long lên hơi ít. Ở đây cũng có một số cái video như thế này của ông người up là Julian Johnson. Đó, ông up cái video này lên cũng hot. Các bạn thấy hình ảnh nó rất là đẹp và các bạn có thể chọn những cái video chất lượng cao, ví dụ như 4K chẳng hạn. Đây. Mạng nhà mình hơi cùi cho nên là nó load hơi chậm. Thật ra thì các bạn đó, các bạn thấy không? Wow, nhìn nó rất là hoành tráng. Và cái video này, những bạn nào mà chuyên làm video về động vật thời tiền sử thì các bạn cũng có thể truy cập vào đây để lấy video về. Rồi, ngoài những con khủng long ra thì còn có rất là nhiều những chủ đề khác nữa mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái từ khóa trên tìm kiếm. Bây giờ sư tử đi, sư tử đó, thì nó sẽ cho về video về thế giới động vật rất là nhiều. Thông thường thì kênh về thế giới động vật thì mình thấy chiếm rất là nhiều view, chiếm rất là nhiều những cái lượt xem và thường thì người ta sử dụng về những cái hình ảnh này rất là nhiều. Thì các bạn có thể lên đây lấy. Đây là những cái video rất là đẹp, chất lượng cũng rất là cao nha các bạn. Ví dụ như cái video này đi, mặt định của nó thì chỉ có 540 thôi nhưng mà ở bên trong thì nó sẽ là tới 4K rồi. Hình ảnh nó rất là đẹp, rất là trong suốt. Các bạn có thể download nó về up lên YouTube, các bạn thấy không? Hình ảnh 4K nó rất là đẹp, nhìn nó rất là mịn. Rồi ok, đến đây thì mình đã giới thiệu xong các bạn cách làm thế nào để lấy một video miễn phí về và up lên trên kênh YouTube của các bạn mà các bạn không sợ bị dính bản quyền. Ngoài ra thì còn có những cái hình ảnh nữa chứ không phải là video không, thì các bạn cũng có thể tìm ở trên những cái trang này thì nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Rồi, đến đây video của mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng các bạn sẽ share video của mình cho nhiều người khác cùng biết. Và trước khi rời màn hình, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh phát triển hơn ha. Cảm ơn các bạn.